They're highly recommended. Những lá thư này được gửi đến bạn, họ đã đến hôm nay. These letters are addressed to you. They arrived today. These letters are addressed to you. They arrived today. Tôi yêu đôi giày này. Chúng rất thoải mái. I love these shoes. I love these shoes. They're so comfortable. I love these shoes. They're so comfortable. Tôi đã làm chiếc bánh nướng này từ đầu. Chúng trông rất ngon. I made these cupcakes from scratch. I made these cupcakes from scratch. They turned out delicious. I made these cupcakes from scratch. They turned out delicious. Những bông hoa này có màu sắc rực rỡ và một mùi hương đáng yêu. This flower has vibrant color. These flowers have vibrant colors and a lovely fragrance. These flowers have vibrant colors and a lovely fragrance. Hãy xem những bức tranh này, thật kinh ngạc. Look at this painting. Take a look at these paintings. They're incredible. Take a look at these paintings. They're incredible. Tôi không thể tin những cảnh đẹp này. Chúng thật ngoạn mục. I can't believe this view. I can't believe these views. They're breathtaking. I can't believe these views. They're breathtaking. Tôi không thể tin những giá này. Chúng quá cao. I can't believe these prices. I can't believe these prices. They're so high. I can't believe these prices. They're so high. Bạn đã thấy những điện thoại thông minh mới này chưa? Chúng có những tính năng tuyệt vời. Have you seen these new smartphones? Have you seen these new smartphones? They have amazing features. Have you seen these new smartphones? They have amazing features. Những bác sĩ này có tay nghề cao và nổi tiếng trong lĩnh vực của họ. These doctors are highly skilled and renowned in their fields. These doctors are highly skilled and renowned in their fields. Những nhà hàng này phục vụ bánh mì kẹp thịt tốt nhất trong thị trấn. These restaurants serve the best burgers in town. These restaurants serve the best burgers in town. Bạn có thể đưa cho tôi những cuốn sách này được không? Can you hand me this book, please? Can you hand me these books, please? Can you hand me these books, please? Please. Tôi định mặc những chiếc quần jean này đến bữa tiệc tối nay. I'm wearing these jeans. I'm wearing these jeans to the party tonight. I'm wearing these jeans to the party tonight. Tôi cần trả lại những mặt hàng mượn này cho chủ nhân của chúng. I need to return these borrowed items. I need to return these borrowed items to their owners. I need to return these borrowed items to their owners. Tôi không thể tìm thấy chìa khóa của mình. Tôi đã bỏ chúng trong cái túi quần này mà. I can't find my keys. I had them in these pockets. I can't find my keys. I had them in these pockets. Tôi đang tận hưởng những kỳ nghỉ này. Thời tiết thật tuyệt vời. I am enjoying this vacation. I'm enjoying these vacations. The weather is fantastic. I'm enjoying these vacations. The weather is fantastic. Con chó của tôi vui tươi và thân thiện. My dog is
My dog is playful and friendly. My dog is playful and friendly. My dog is playful and friendly. Những máy tính xách tay này gọn nhẹ và cơ động, chúng hoàn hảo cho việc du lịch. This laptop is lightweight. These laptops are lightweight and portable. They're perfect for travel. These laptops are lightweight and portable. They're perfect for travel. Hãy thử những quả dâu tây này. Chúng tươi và ngọt ngào. Try these strawberries. They're fresh and sweet. Try these strawberries. They're fresh and sweet. Những chiếc xe này cần phải được rửa sạch, chúng bẩn rồi. These cars need to be washed. They're dirty. These cars need to be washed. They're dirty. Những bộ phim này đáng xem, chúng được đánh giá cao. These movies are worth watching. They're highly recommended. These movies are worth watching. They're highly recommended. Những lá thư này được gửi đến bạn. Họ đã đến hôm nay. These letters are addressed to you. They arrived today. These letters are addressed. Bạn có thể đưa cho tôi những cuốn sách trên kệ không? Can you pass me those books on the shelf? Can you hand me those books on the shelf? Can you hand me those books on the shelf? Bạn có thể chuyển cho tôi những chiếc bánh quy trên đĩa không? Can you pass me those cakes on the plate? Can you pass me those cookies on the plate? Can you pass me those cookies on the plate? Tôi đã nghe thấy những đứa trẻ đó cười và chơi trong công viên. I heard those kids laughing and playing in the park. I heard those kids laughing and playing in the park. Hãy khám phá những con đường mòn trong rừng. Let's explore this trail on the forest. Let's explore those trails in the forest. Let's explore those trails in the forest. Tôi phát hiện ra những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. I spotted those stars twinkling. I spotted those stars twinkling in the night sky. I spotted those stars twinkling in the night sky. Những chiếc bánh quy này có hương vị ngon. These cookies taste delicious. These cookies taste delicious. These cookies taste delicious. Nhìn vào những con sóng vỗ vào bờ, nó mê hoặc. Look at the waves turning on the shore. Look at those waves crashing on the shore. It's mesmerizing. Look at those waves crashing on the shore. It's mesmerizing. It's mesmerizing. Nhìn vào những con chim bay cao trên bầu trời. Look at the birds flying in the sky. Look at those birds flying high in the sky. Look at those birds flying high in the sky. Tôi cần phải thử những đôi giày đó trước khi tôi mua chúng. I need to try those shoes before I need to try on those shoes before I buy them. I need to try on those shoes before I buy them.
Hãy dành một chút thời gian để đánh giá cao những ngọn núi tuyệt đẹp. Take a moment to appreciate. Take a moment to appreciate those stunning mountains. Take a moment to appreciate those stunning mountains. Tôi đã mua những thành phần đó cho công thức mà chúng ta đã thảo luận. I bought those ingredients for the recipe we discussed. I bought those ingredients for the recipe we discussed. Bạn có thể giúp tôi mang những hộp nặng đó lên xe không? Can you help me to carry those heavy boxes? Can you help me carry those heavy boxes to the car? Can you help me carry those heavy boxes to the car? Bạn có thể với lấy những chiếc kính trên kệ trên giúp tôi không? Can you to rest? Can you reach those glasses on the top shelf for me? Can you reach those glasses on the top shelf for me? Hãy nhìn những đám mây đó, chúng trông giống như kẹo bông. Look at those clouds. They are look like. Take a look at those clouds. They look like cotton candy. Take a look at those clouds. They look like cotton candy. Những cây đó cho rất nhiều bóng râm trong mùa hè. Those trees provide. Those trees provide a great deal of shade in the summer. Those trees provide a great deal of shade in the summer. Bạn có thể mang cho tôi những tài liệu đó từ tủ tệp không? Can you bring me document? Can you bring me those documents from the file cabinet? Can you bring me those documents from the file cabinet? Tôi thấy những chiếc xe đó đổ bất hợp pháp trên vỉa hè. I saw those cars parked illegally on the sidewalk. I saw those cars parked illegally on the sidewalk. Tôi không thể tin rằng giá của những tiện ích mới đó. I can't believe those price. I can't believe the prices of those new gadgets. I can't believe the prices of those new gadgets. Tôi ấn tượng bởi những kỹ năng và sự phối hợp của các vũ công. I'm impressed by those dancers' skills and coordination. I'm impressed by those dancers' skills and coordination. Tôi đã thấy những bức tranh treo trên các bức tường phòng trưng bày. I noticed those paintings hanging on the gallery wall. I noticed those paintings hanging on the gallery walls. Bạn có thể đưa cho tôi những cuốn sách trên kệ không? Can you pass me those books on the shelf? Can you hand me those books on the shelf?